Yo, hello anh em. Ngày hôm nay thì mình có một cái vài cái mô hình rất là nhỏ, siêu và cute muốn giới thiệu đến anh em. Thì đầu tiên là cái con này. Thì nếu anh em theo dõi cái channel của mình ấy, thì mình đã từng unbox con này rồi và đã phô trương cái sức mạnh và những cái tính năng của con này rồi. Thì đây không phải chỉ là một cái con mô hình anh em có thể trưng bày mà nó còn là một cái đèn ngủ. Đây, bật đèn lên như thế này. Và kể từ cái lần mà mình review và unbox lần trước, mình sạc đầy cho đến bây giờ ấy, thì cái số lần mình sử dụng nó cũng không nhiều, mình không bật đèn nó nhiều đâu, cho đến tận bây giờ nó vẫn còn pin này. Thì ngoài con này ra thì có một vài những cái mô hình khác cũng cùng kiểu cái dòng như thế này, và họ cũng sản xuất một team đủ các thành viên. Ví dụ như đây, trên tay mình đang có một cái con khác. Đây là một cái mô hình mình cũng mua cũ thôi, tại vì mua cũ thời điểm này nó kinh tế hơn. Tất nhiên là thời gian nó mới ra ấy, thì anh em mua thì có thể anh em sẽ được trên tay trước. Tuy nhiên lúc đấy giá sẽ cao, anh em sẽ phải bỏ tiền ra mua một cái món hàng mà nó full hộp, full box, anh em trải nghiệm tự mở hộp nó. Còn đây thì mình mua cũ, mà thậm chí là kể cả cái hộp mình vứt xứ đâu rồi mình không biết nữa. Thì cái line này là về tất cả những thành viên của băng mũ rơm, tất cả đều như kiểu là một cái con mèo màu đen này, nó cosplay tất cả những thành viên đó. Thì mình sẽ để ảnh mô tả kèm kèm ở đây nhá. Thì tổng cái bộ này mình nhớ là hình như có 10 hay là 10, 12 ấy, bao gồm tất cả thành viên và hai con thuyền, tất cả thành viên và hai con thuyền nhá, thì hình như là 12 thật. Thì nếu mà anh em mua full bộ thì nó đâu đó chỉ khoảng hơn 2 củ, và chia ra cho mỗi thành viên thì nó cũng khá rẻ. Nhưng nếu anh em mua lẻ thì lại hơi đắt một tí, ví dụ như con này thì khoảng 300k gì đấy nếu mua cũ, mua mới thì anh em sẽ phải có khoảng 400k. Thì đây là một chú mèo, mình không biết là cái giống mèo này là như thế nào, nhưng mà con mèo này nó hay xuất hiện ở trong những cái phim anime trong Nhật Bản gì á. Và so về kích thước thì nó cũng hơi nhỏ hơn cái con trước mình mua một chút. Cái con Zoro mà ngủ gật này thì nó đắt hơn, công nhận là nó đắt hơn thật. Đó, và nó có thể làm đèn ngủ được này. Còn cái con mèo này thì đơn giản nó chỉ để trưng bày thôi. Và mình mua sưu tập Zoro nên mình chỉ mua mỗi con Zoro thôi. Và ngày hôm nay chưa hẳn là chỉ thế, tại vì ở đây mình ít ra phải có một cái gì đó để show cho anh em. Đây là một cái hộp mà cũng kiểu giống như hai cái dòng kia. Đây chính là cái line Chinese food, tức là như nào nhỉ, giống như kiểu ẩm thực đường phố của Trung Hoa ấy. Thì mình cũng không rõ khi mà nhìn cái hộp thế này, cái hộp này nó có cái hãng Winmen, là chính là cái hãng mà làm bộ này luôn ấy. Còn mình cũng thử tìm logo của Bandai trên cái hộp này không có. Cho nên mình cũng lăn lăn tăn không rõ là hàng chính hãng của Bandai không, nhưng mà nó vẫn có tem của Toei. Tem của Toei thì tức là vẫn là hàng xịn. Nhưng mà đa số những cái chữ ở trên này thì đều là tiếng Trung cả anh em ạ. Đấy. Thì cái line này anh em cũng sẽ có tất cả các thành viên. Đây, tất cả thành viên như thế này, và hình như mình nhớ là nó không phải là gacha hay sao. À, đây là một set gacha. Đây là một set gacha anh em nhé. Đây là, ví dụ như mình có thể cho anh em xem. Chopper 10% này, Nami 10% này, Usopp 12% đấy đấy. Tất cả thành viên như thế thì chắc là cái set này có 10 người. Đây, Zoro này, Zoro hiện tại là ít nhất, chỉ có chiếm chiếm 9,38% thôi anh em này. Đó. Và để mua một cái set gacha này mà anh em sưu tập đủ ấy, thì có lẽ sẽ phải tốn rất nhiều tiền, và anh em sẽ phải có rất nhiều những con nó trùng nhau. Tuy nhiên thì anh em có thể order thẳng với shop là tôi muốn mua con này, tôi chi nhiều tiền hơn một tí. Ok, và trong này thì là Zoro anh em nhé. Ở bên trong đây cũng có một cái logo của hãng ở đây, y hệt như cái lần mà mình mở cái con Zoro ngủ này. Winman, một hãng chắc là của Trung Quốc thôi, chắc chắn thôi, nhưng mà chắc là nữa. Một cái tờ coi như là để cho chúng ta biết là trong này nó sẽ có fix gì và trông như thế nào. Đây chính là con fix của chúng ta. Đây là một cái đế, một cái đế trông rất to luôn. Và cầm cái đế này là mình đã tưởng tượng là con fix của mình nó phải to như thế nào rồi. Được đấy, ít nhất là cũng phải to hơn con mèo này. Phụ kiện thì chúng ta có một thanh thu thủy màu đen.
một cái xiên xiên que này mà chắc là Zoro sẽ cầm thay cho một cái thanh kiếm. Đâu rồi cái hộp đâu rồi? Đây, chính xác. Tức là Zoro sẽ chỉ cầm hai kiếm thôi nhá. Một thanh ở bên tay phải và một bên tay trái thì cầm cái xiên thịt nướng. Rồi không thể anh em chờ lâu nữa, chúng ta hãy đang unbox cái thân của Zoro ở trong này nhá. Let's go. Con dao đâu? Con dao đâu? Con dao đâu? Tại vì nó có một cái như này thì anh em có thể dễ dàng bóc như bóc bim bim vậy. Yeah, Zoro đây rồi. Khá to nha, khá to nha. Cái size này thì nó sẽ to hơn VKFCF khá nhiều đấy. Nhưng mà tại sao mình không hiểu tại sao cái phần này nó không dính chắc. Nó đang không được dính chắc vào đây nhỉ. Ấy da, nhấc được ra này. À đây, nhấc được ra kiểu này. Nhấc được ra như này anh em nhé. Nãy giờ mình cứ nhẹ nhẹ tay. Để mình tháo cái đế ra xem này có tác dụng gì nhé. Thì sau khi mình đã lắp hết tất cả hai cái thanh kiếm, một thanh kiếm và một cái thanh xiên thịt vào đây thì trông nó sẽ như thế này. Ok đúng không anh em? Đẹp mà. Thực sự đẹp luôn, tại vì nói thẳng ra là cái tạo hình này mình chưa thấy ở đâu có luôn. Cho nên là những cái kể cả trong chính truyện của Oda cũng chưa có cái tạo hình này luôn, cho nên đây là một những cái trong những cái fic mà anh em nên sưu tập nếu như anh em thích những cái outfit nó độc lạ. Và hơn nữa nếu như anh em sưu tập đủ bộ này ấy, thì nó cực hay luôn. Đây này, ví dụ như ông Luffy ấy, ông sẽ mặc một cái áo tàu, đội một cái mũ tàu mà hình như của thời Mãn Thanh ấy đấy. Còn ông Sanji thì đang mặc bộ đồ đầu bếp Trung Hoa tàu đang kéo mì này, hay không? Có cả Jinbei, có cả Frankie này. Hay là như Nami thì đang mặc cái bộ trông như kiểu Lý Tiểu Nương mà thắt hai cái bím tóc buồn cười phết. Khá là hay, khá là hay. Và mình nghĩ là cái phiên bản tàu Sunny này sẽ là cái bản mà hiếm nhất này. Tại vì nó không ghi phần trăm ở đây sao ấy. Cực hiếm hơn, chắc chỉ 1% là anh em có thể mở được con Sunny này thôi. Cực kỳ hiếm ha. Và còn một cái chi tiết nữa mà sau khi mà mình mở vừa lấy mình loay hoay mãi mà không biết nó là để làm gì. Thì đây mình sẽ show cho anh em. Thì ngoài cái đế cao này ra anh em nhấc lên, thì nó lại có một cái phần đế bên trong này nữa mà mình đã tò mò tại sao lại tháo được ra. Và để làm gì. Đây này, tháo được ra này. Và bên trong này có một cái, em biết để làm gì không? mặc dù nó không rõ, mặc dù nó không thể in được rõ, nhưng mà đây là một cái kiểu như là stamp, một cái kiểu con dấu luôn. Tức là anh em có thể đóng dấu này. Mình không biết là mỗi một nhân vật thì có được một cái con dấu y hệt như này không, nhưng mà nếu mà đây là Zoro thì đây sẽ là cái mô hình con dấu của Zoro. Và để có một cái loại mực như này thì anh em chắc phải tìm bên ngoài nữa. Một cái dấu lăn mực, sau đó anh em lăn lăn xong rồi đóng dấu vào giấy thì nó sẽ dễ nhận diện hơn là đóng dấu vào tay như này. Đóng dấu vào tay như này thì mình thấy là nó chả lên cái hình quỷ gì cả. Cũng là một cái hay, hay ho. Rồi, bây giờ mình sẽ đóng lại và chuyển góc để review chi tiết hơn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cầm điện thoại và quay cận cảnh ba cái mẫu Zoro ngày hôm nay anh em nhé. Thì đây là mẫu cũ này. Mặc dù đã unbox khá lâu rồi nhưng mà trông vẫn rất mới và màu có vẻ như không bị phai phiếc gì cả. Tiếp theo thì đây cũng là một con Zoro cũ mình mua lại. Một phiên bản mèo rất là cute và đáng yêu. Cầm ba kiếm luôn, rất là máu chiến. Thực ra con này không đến nỗi là xấu đâu, nhưng mà cho đến khi mình mở cái con Street Food này ra thì nó chiếm spotlight hoàn toàn luôn. Chênh lệch về tiền thì cũng không nhiều đâu nhá. Thì anh em có một cái đế này. Cái đế trông rất xịn sò mà chữ tàu này thì tôi chịu rồi. Anh em dịch hộ tôi với nhá, xem là như nào. Một cái đế rất là xịn sò luôn. Ở dưới này, chi tiết từng cái thanh thịt một. Tức là ông Zoro này là ông đi bán thịt đúng không? Đây, bán thịt nướng, trên tay vẫn cầm một xiên thịt nướng đây này. Và bộ outfit này trông như kiểu là một người đến từ phương Bắc của Trung Quốc ấy. Đó, mặc cái bộ quần áo lông, lông thú này. Hai tay đeo lông thú này. Thì mình chỉ chê mỗi một điểm là cái mặt nó không giống Zoro cho lắm thôi. Mặt này nó hơi kiểu béo béo ấy. Còn lại thì mọi thứ về chi tiết thì khá ổn. Khá ổn anh em nhá. Đây này mặt này. Mặt hơi kiểu béo béo, không giống Zoro lắm. Đó.
Còn đằng sau này có cái gì đây? Cái này mình cũng chịu thôi. Đấy nha, sẵn tiện để so sánh kích thước thì mình lấy hết tất cả những cái mẫu đại diện về những cái con mini figure mà mình có ở đây. Đầu tiên là dòng Perlex, dòng mini Big Head nhỏ tí. Tiếp theo là dòng SD này. Thì gọi con này là SD chứ cũng không biết là chính xác dòng là dòng tiếp theo là Advert này. Lớn hơn một tí này. Tiếp theo là cái dòng B-Smile này là một dòng riêng, nó cũng chỉ ra mấy con như này thôi. Tiếp theo mới đến WCF này, WCF là chúng mình sẽ cao khoảng 8 cho đến 10 cm đấy. Đó thì anh em sẽ thấy là chiều cao nó lên dần như này đúng không? Tuy nhiên khi mà để WCF vào đây thì rõ ràng là cái con Street Food này nó cao lớn hơn rất là nhiều. Đây nè, cao lớn như này luôn đấy. Nó to phải bằng cái con Mafia của mình đằng sau này. Dòng Mafia này cũng là một dòng rất là hay. Đấy. Còn con mèo thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi, tại vì nó ở trong cái thế nhỏ và cái style của nó cũng khác khác nữa, cho nên là so sánh thì nó cũng rất là khó. Thì đấy là toàn bộ những cái mà mình đã so sánh cho anh em xem về kích cỡ. Cho nên là anh em nào mà muốn sắm một con như này để bày thì anh em có thể xem là nó phù hợp để anh em cùng bày trong một cái team hay không. Tuyệt vời. Tôi thích con. Thôi. Vừa rơi xử mất anh em ạ. Ui dồi ôi, sợ thế. Anh em để ý một tí nhá, tại vì cái đế này nó không được dính chặt vào đây cho nên mình cứ ngỡ là cầm vào cái đế là nó đã chắc chắn rồi. Tuy nhiên thì nó sẽ có kiểu nó dễ bị rung như này và đầu con này nó nặng ấy. Em nghiêng một tí thôi là đổ này. Nó dễ đổ lắm. Đây. Đấy. Cho nên là bầy phích con này cẩn thận nha. Kẻo rơi mà gãy cái gì thì rất là tiếc đấy. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em đã xem hết video này. Anh em thích cái con Street Food này hay không? Hay là em thích những con nào mình bày ở đây? Rất vui được chia sẻ cái niềm vui sưu tập mô hình và nhất là mô hình nhân vật Zoro đối với anh em. Nếu anh em thấy clip này hay thì hãy để lại cho mình một lượt like, share và subscribe nhé. Và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo về unbox mô hình Zoro. Xin chào và hẹn gặp lại.